câu ạ. Mấy triệu bốn. Thank you.
Cô ở đây nhá. Hai cha mẹ đi nấu cơm ăn đi. Con theo mẹ á. Lên mẹ cửa. Một cửa. Đi ra đi. Đi được nấu cơm ăn nó đói á. Còn con đi đánh ghế ngồi ấy. Rồi mẹ nấu cơm ăn đi. Cô ra nấu cơm ăn nhá. À hôm nay mẹ đi cả ngày. Nước rửa xong thì mẹ nấu cơm nhá. Hôm nay đi học ngon không? Giỏi không? Hả? Rồi đợi mẹ nấu cơm nhá. Con ngồi đây nhá. Mẹ đi rửa người rửa tay nấu cơm nhá. Để tay con nấu cơm ạ. Có ăn ngon không? Có, tí mẹ nấu cho ăn. Ở đây rồi ngon lắm. Rau này nấu ăn ngon lắm. Nhặt hôm mẹ nhặt vào rồi nhé. Non có phần non đậm. Làm cái chữ đó. Ừ, mẹ nhặt nhặt sạch vào nhá. Xem thử nhá. Châu rồi rồi nhặt xong tí mẹ nấu ấy. Cơm mẹ như kiểu xôi ấy, mẹ xem nào. Cơm xôi. Để đây. Mẹ xong cơm. Ngoài được cho mẹ bao nhiêu. Cảm ơn của mẹ chín rồi.
Nước cà điếu nhá. Điều khói chứ. Canh xong rồi con đi ăn nhá. Nấu canh á. Do mẹ sôi rồi nhá, chín rồi đấy con ạ. Ăn cơm đi. Con lấy với mâm đây để ăn cơm. Sạch cơm kìa. Con ăn cơm, thổi cơm nhỏ nhé. Cơm nước thổi thổi đi. Cơm. Ừ, con ăn cơm đi. Nước mắt cả ăn. Gắp cho. Ăn cơm đi con. Con ăn rau nhé. Con tự gắp đi. Không gắp được ai? Đây mẹ gắp được. Ăn rau đi, rau ngon này. Con ăn no rồi nhá. Ăn xong rồi đưa bát mẹ xới nhá. Ăn cá không? Mẹ gắp cá cho. Bắt đầu con ạ. Con ăn đi. Ăn no vào. Ai để mẹ bón là mẹ bón một miếng thôi. Con chan chanh không? Ừ. Để bác mẹ chan chanh cho. Chan chanh ăn ngon ngon nữa. Ăn đi, chan chanh ăn đi.
Trên cây ăn ngon không? Nào, áo con. Ăn xong này thấy ngon đấy. Ăn no nữa. Yeah.